theo việc phê chuẩn bảng lương, chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ. Thì các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam là Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng đều có một mức lương không bằng một công dân lao động tại nước ngoài, hay còn gọi là những cu ly tại xứ người. Một thực trạng ngược đời với những tài sản kếch sù, những ngôi biệt phủ, biệt thự. Những tài sản này trị giá đến hàng trăm đến hàng ngàn tỷ đồng. Nhưng mức lương của các vị lãnh đạo chủ chốt thì chưa tới 20 triệu đồng mỗi tháng. Với mức lương vừa được Quốc hội phê chuẩn, tăng lên từ 1,25 đến 1,3 triệu đồng một tháng. Các chức vụ lãnh đạo cao nhất của Việt Nam như Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội vào năm 2019 vẫn chưa đến 20 triệu đồng một tháng. Theo nhận xét của một nhà phân tích, mức lương này không thể giúp các quan chức có một cuộc sống đàng hoàng và ngăn họ khỏi tham nhũng. Theo nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, mức lương cơ sở của công chức cán bộ nhà nước trong năm tới sẽ được tăng từ 1,39 triệu một đồng lên 1,49 triệu đồng một tháng. Như vậy, với hệ số lương 13, mức lương của Chủ tịch nước sẽ tăng 1,3 triệu đồng một tháng, lên thành 19 triệu 370.000 đồng một tháng, tương đương 831,55 đô la một tháng. Còn mức lương của Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội đều tăng từ 1,25 triệu đồng lên mức 18 triệu 625.000 đồng một tháng, tương đương 799,57 đô la mỗi tháng tính theo tỷ giá hiện tại. Theo tìm hiểu của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, mức lương của ba chức danh còn lại trong tứ trụ trước kia là Tổng Bí Thư cũng theo hệ số lương 13. Như vậy, khi kiêm nhiệm hai chức danh, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ được hưởng hai đầu lương cùng một lúc. Tuy nhiên, theo nhận xét của một nhà phân tích chính trị thời sự Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A, thì dẫu ông này có làm thêm hai chức vụ, ba chức vụ đi nữa và hưởng thêm cả ba khoản lương, thì có lẽ ông ấy làm cả đời cũng khó mà mua nổi một cái nhà, chứ đừng nói là có một cuộc sống gọi là đường hoàng. Đề cập về khái niệm lương lậu vốn rất quen thuộc trong giới công chức Việt Nam, trong đó lương chỉ là phụ và lậu mới là chính. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng, cho dù có mức lương tăng, nhưng mức lương chưa tới 1.000 đô la mỗi tháng của những người to nhất nước là con số nực cười. Ông nói, tôi nghĩ nếu Việt Nam thực sự muốn chọn được người tài, muốn chống được tham nhũng, chắc chắn hệ thống lương theo kiểu giả vờ trả lương, giả vờ làm việc như thế này phải thay đổi. Theo ông, việc thay đổi hệ thống lương cho công chức cần phải được cải tổ triệt để, ít nhất là bằng hoặc gần bằng với hệ thống doanh nghiệp, thì lúc đó mới có thể trở thành một yếu tố giúp giảm bớt tham nhũng. Tiến sĩ Nguyễn Quang A bình luận với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Bởi vì hiện nay, nói chung, công chức Việt Nam muốn vào được công chức nho nhỏ ở cấp xã, cấp huyện thôi, cũng đã phải đút lót khá nhiều tiền. Mà với đồng lương ấy, thì bao nhiêu năm làm việc, không ăn, không xài gì cả, thì may ra mới thu hồi được số vốn đầu tư như thế. Vào tháng 5 vừa qua, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương của Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, có bài viết đăng trên báo Dân Trí rằng việc cải cách tiền lương là một trong ba đề án quan trọng được Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản thảo luận tại hội nghị lần thứ 7. Theo đó, Việt Nam sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng mức lương cơ sở theo nghị quyết của Quốc hội từ năm 2018 đến năm 2020. Đến năm 2021, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức sẽ bằng mức lương thấp nhất bình quân của khu vực doanh nghiệp. Ngoài ra, theo thiết kế cơ cấu tiền lương mới của nghị quyết 27 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 21 tháng 5 năm 2018,
mức lương cơ bản sẽ chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương, trong khi các khoản phụ cấp chỉ được chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương, và một loạt phụ cấp sẽ bị bãi bỏ. Hiện nay, mức lương công bố chính thức của các lãnh đạo Việt Nam đang thuộc hàng thấp nhất trong khu vực, chỉ vào khoảng 8.000 đến 8.320 đô la mỗi năm, trong khi mức tăng lương chức vụ thủ tướng của Campuchia là 30.000 đô la mỗi năm, gấp hơn 3 lần Việt Nam, Thái Lan là gần 50.000 Việt Nam và khoảng 49.725 đô la mỗi năm, cao gấp hơn 6 lần, và Malaysia là vào khoảng 61.844 đô la mỗi năm. Trong khi đó, đất nước Singapore, Thủ tướng Lý Hiển Long là thủ tướng của quốc gia này, là một đất nước có nền kinh tế phát triển nhanh mạnh, nên ông cũng nhận mức lương cao nhất trong các nhà lãnh đạo trên thế giới, tương ứng hơn 147.000 đô la mỗi tháng, tương đương 2,2 triệu đô la mỗi năm và 7.350 đô la mỗi ngày. Ông từng nhận xét rằng mức lương này là công bằng và thực tế. Singapore không quy định lương tối thiểu, tuy nhiên theo một vài ước tính thì người dân có mức thu nhập trung bình căn bản vào khoảng 1.000 đô la mỗi tháng. So sánh giữa mức lương của lãnh đạo Singapore và Việt Nam để thấy rằng một bên 2,2 triệu đô la thì Việt Nam chỉ chưa đến 9.000 đô la mỗi năm. Điều đó không nói lên rằng các lãnh đạo Việt Nam khiêm tốn hơn, yêu thương dân hơn, mà ngược lại chỉ cho nhận thấy một điều thực tế rằng đất nước của Việt Nam chưa đủ phát triển, nhận thức chưa đủ tốt và lãnh đạo chưa đủ tài, chưa xứng đáng để nhận mức lương đó. Và mức lương đó chỉ là một mức lương để qua mắt thiên hạ, mà như tiến sĩ Nguyễn Quang A nói là nực cười. Và nếu ai còn ở Việt Nam mà chưa phân biệt được lương, bổng, lậu thì vẫn còn chưa hiểu được thực trạng của xã hội. Đừng tưởng rằng những vị lãnh đạo lấy 20 triệu đồng một tháng là đắt. Nếu họ làm xứng đáng với công việc của họ thì có 200 triệu chứ 20 tỷ mỗi năm cũng xứng đáng. Bởi vì tính ra như Singapore 2,2 triệu đô la, tương đương hơn 40 tỷ Việt Nam, và một ngày làm của Thủ tướng Singapore bằng một năm làm của Thủ tướng Việt Nam. Bởi vì ở Việt Nam, Thủ tướng hay Chủ tịch nước hay Chủ tịch Quốc hội chỉ là những kẻ sáng cấp ô đi, tối cấp ô về. Còn người dân thì luôn với một điệp khúc khi nào lương tăng. Đâu phải chỉ với dân thường mới có các điệp khúc lương không đủ sống, lặp đi lặp lại quanh năm suốt tháng. Lương lãnh đạo mà như thế thì làm sao mua được nhà, làm sao có thể ăn, có thể uống. Tăng lương là ước mơ mòn mỏi, những lương tăng một thì giá cả tăng gấp đôi, gấp ba. Ai cũng nói lương không đủ sống, nhưng vẫn sống khỏe, nhiều khi rất khỏe. Nói như một câu chuyện tiểu lâm thời hiện đại, đó là lương bổng lầu ở Việt Nam là một thực tế rất đau lòng. Lương viên chức còm cõi mà nhiều người có biệt phủ thanh thang, vừa tiền cho con du học các nước phát triển, thậm chí mua nhà và nhập tịch ở đó. Nhà ở Mỹ nổi tiếng đắt đỏ, nhưng số lượng người Việt mà đa phần là các quan chức và doanh nghiệp mua nhà ở Mỹ thuộc top 10 thế giới, bỏ xa các nước ASEAN khác. Đó là chỉ với những viên chức nho nhỏ, còn các lãnh đạo thì sao? Lương thì chỉ ba cọc ba đồng, mà nhà cửa cùng các tiện nghi thì lên tới hàng trăm hàng tỷ đồng. Ai bảo Việt Nam nghèo là phỉ báng, nghèo mà xài toàn đồ xịn nhất nhì thiên hạ, mặt hàng nào mới mua đều nhắm vào thị phần Việt Nam. Nghe nói có những mặt hàng sản xuất rất hạn chế, chỉ dành cho người Việt giàu có, nghèo mà vác cả bao tiền mua nhà, mua xe, nghèo mà ăn nhậu xả láng, chẳng ai tin được. Có cả câu lạc bộ con nhà giàu xài tiền như rác, đi nước ngoài với các thiếu gia, thấy họ xài tiền mà hãi hùng. Dân bản địa thì mắt tròn mắt dẹt vì kinh ngạc. Về các vùng quê, chỗ nào cũng thấy biệt thự hoành tráng, cả những nơi ở hẻo lánh. Ở Việt Nam có ba loại nhà to nhất, nhìn vào là biết ngay, đó là
Nhà chùa thì có tượng Phật, nhà thờ thì có thánh giá, còn nhà nước thì có đủ kiểu trừ thánh giá và tượng Phật. So sánh bảng lương viên chức thì Việt Nam cực kỳ khiêm tốn, nhưng cuộc sống thì ngược lại. Nếu phải tìm mọi cách và bằng mọi giá vào được biên chế để có lương có bổng, lương thì ít mà bổng thì nhiều, đã bỏ vốn chạy việc thì phải tìm cách thu hồi vốn và kiếm lời. Thế là đẻ ra đủ cách làm khó dân, làm khó doanh nghiệp và cả làm khó nhau để moi tiền. Luật pháp Việt Nam mà nghiêm minh thì viên chức đói nhăn răng. Luật nào cũng khó, thực hiện nghiêm túc, mập mờ chữ nghĩa để dễ bề và tùy tiện vận dụng. Luật càng mù mờ càng được thi hành triệt để. Các luật nghiêm túc dễ bị quên lãng vì làm đúng. Cá nhân mình cũng được chẳng lời lộc gì, chưa kể còn gây thù trước oán. Công nhân quèn thì không có bổng mà chỉ có lầu, lương lầu. Vì lầu nên không chính danh, trăm bề vất vả, tính toán để đối phó và vượt qua bão giá của cuộc sống. Được mệnh danh là giai cấp lãnh đạo cách mạng mà đời sống thì quá lam lũ và mù mịt tương lai. Chẳng biết cày mấy đời mới mua được nhà ở, có khi mấy đời ở thuê. Vì lương lầu thiếu trước hụt sau, làm gì có cái chuyện để dành mà mơ ước. Sinh viên Việt Nam từ thời bao cấp đặt đúc kết một câu nói thời gian: ăn như tù, ở như tu, học hành và nói chuyện như lãnh tù. Công bằng mà nói, không phải viên chức nào cũng có bổng. Bổng tùy thuộc vào vị trí và công việc, chứ không phải muốn là được. Không ít viên chức phải bươn chải để sinh tồn, làm nghề tay trái, tay phải gì cũng được. Thạc sĩ chuyên viên của các cơ sở, lương và thu nhập chính chưa tới 4 triệu đồng mỗi tháng. Lương hưu càng thảm, lương thạc sĩ không đủ đóng tiền học cho con. Dù học trường công nhưng đủ thứ phí và phải học thêm. Muốn khỏi học thêm thì học trường quốc tế. Khổ nổi, học phí của các trường quốc tế phải hàng ngàn đô la mỗi tháng, đắt nhất khu vực Đông Nam Á, nhưng trường nào cũng nườm nượp không đủ chỗ. Vậy thì lấy đâu để cho các vị lãnh đạo Việt Nam có đủ tiền mà sống trong bối cảnh này? Ăn tiêu cơ bản còn không đủ, lấy gì mà cho con đi du học nước này nước kia? Nói đi cũng phải nói lại, lương viên chức Việt Nam thấp tè và không thể thấp hơn, nhưng công việc lại nhàn nhã, có thể đi sớm về trễ, đặc biệt là thời gian nhàn rỗi trong giờ hành chính. Tiền lương của lãnh đạo Việt Nam còn thua cả Lào của Campuchia và đời sống của người dân Việt Nam, cho dù được gọi là thông minh hơn thì vẫn thấp hơn Lào, Campuchia theo thống kê mới nhất. Liệu hỏi thử làm sao? Lãnh đạo tồi tệ như thế thì dân nước không thua kém cho được. Nhưng mức lương của các lãnh đạo Việt Nam tôi không cảm thấy khâm phục, mà chỉ thấy một nỗi ô nhục. Ô nhục cho giá trị của thủ tướng nguyên thủ nước mình chỉ bằng chưa đến 20 triệu đồng một tháng. Một công nhân như tôi cũng còn giá cao hơn rất nhiều. Câu hỏi đặt ra là với mức lương nhỏ nhoi như thế, làm sao các ông có được tài sản này, tài sản kia, tiền dư bạc thừa như vậy? Xin mời mọi người tự trả lời cho mình câu hỏi đó. Chân thành cảm ơn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi.